Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền khai thác đối với 4 mỏ khoáng sản trong đợt 1 năm 2015. Hiện bộ này đã thu được gần 4 tỷ đồng tiền đặt cọc và dự kiến phiên đấu giá sẽ chính thức được thực hiện vào tháng 7 tới. Cụ thể, mỏ cát Thạch Anh tại khu vực xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có giá khởi điểm là 18 tỷ đồng, đặt cọc trước 900 triệu đồng. Mỏ quặng sắt thuộc huyện Yên Lập và huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ có mức tiền đặt cọc trước là 1 tỷ đồng. Mỏ Florist tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có mức tiền đặt cọc 500 triệu đồng. Mỏ đá Metacarbonat tại xã Suối Giàng và xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có mức tiền đặt cọc trước là 1,5 tỷ đồng. Tổng cục Địa chất khoáng sản cho biết đây là đợt đầu tiên thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản sau khi toàn bộ các quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực này đã được hoàn thành, và dự kiến thì phiên đấu giá sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 7 tại trụ sở Tổng cục Khoáng sản Địa chất.